Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của Zido MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2024 thì hôm nay em lại tiếp tục review cho bác những cái dòng sản phẩm của cửa hàng điện điện thoại Zido MV trong ngày hôm nay các bác nhá. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của em thì bấm vào cái nút đăng ký kênh và cho em xin một nút like video ở bên dưới các bác nhá. Mỗi một ngày, một buổi tối thì em sẽ lên sóng quay tất cả những cái máy mà bên em đang có và bác nào cần mua hàng bên em thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức một nếu các bác ở hà nội các bác qua trực tiếp cả điện thoại di động theo địa chỉ 111 triệu phúc hà nội để xe máy còn ở xa không qua được thì các bác cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi hình toán các bác nhá nội dung nhanh gọn lẹ và ngắn gọn như vậy thôi ok và bây giờ thì theo thứ tự lần lượt từ máy rẻ tiền và em sẽ giới thiệu lên cho các bác những máy cao tiền của các bác nhá Rẻ tiền nhất mà bây giờ em đang có là một con Oppo A31 Con này thì máy đẹp 99% Cái lô Oppo này thì em đã bán hết rồi Còn đúng một chiếc này thôi các bác nhá A53, A56 thì em đã bán không còn một chiếc nào rồi Đấy thì con này là con Oppo A31 RAM 28 gb pin 5000 Cây này giá cho các bác là 2 triệu 100 nghìn các bác nhá Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác Sản phẩm thứ hai Dòng điện thoại Samsung Chính là con Samsung Galaxy M23 con này là một con máy lồi đồng cối đá pin châu. con này thì ở bộ trong là một chai 8 ghi, máy thì thiết kế gồm ba cam sau, một đèn flash. Con này rắc 3.5 và cổng sạc nhanh. Đấy các bác nhá, cổng sạc nhanh tai C. Và cái vân tay của nó là bên cạnh này các bác nhá. Con này là một con M 23, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, đầy đủ tiếng Việt, CS Play các kiểu. Đấy M23 6L này. Con này thì chưa chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thôi. Chuyển ra thì chỉ từ 6 đến 9 giây là xong rồi các bác nhá. bốt người ta gọi là một lốt nhạc đấy, các bạn con này là một con M23 thì phù hợp cho người già, người lớn tuổi bởi vì RAM 4 1 chai 8 GB pin 5000 thì đó là một máy cực kỳ trâu. Các bác gọi điện về cho người yêu cũ thì thoải mái luôn một ngày luôn các bác nhá. Con này nếu mà các bác dùng ít thì tầm 2 3 ngày thoải mái, còn nếu các bác dùng nhiều thì một ngày vô tư luôn các bác nhá. Và một ngày là dùng nhiều đấy các bạn. Vậy từ sáng đến tối đấy. Con này là con M23 em đã bán cho các bác là 2 triệu 600 000 Và trong cái giá này thì bên em sẽ bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp, giám màn hình đầy đủ cho bác. Có màu xanh đậm, màu xanh nhạt và màu đỏ gạch. Và sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn hai cổ thì đây A23 bên em đang còn cực kỳ nhiều Samsung Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc có màu trắng, màu xanh, màu đen A23 các bác nhá. Có đây vân tay bên cạnh này, màn hình 6,6 inch này, RAM 4 một chai 8 GB pin 5.000 này. Cái này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu 600 000 bằng với con M23. Đấy A23 và M23 giá bằng nhau các bác nhá. Cấu hình thì em thấy nó cũng sẵn sàng như nhau thôi. Về thiết kế các kiểu thì nó khác nhau một tí còn cấu hình thì em thấy nó cũng sẵn sàng như nhau. M23 với A23 cũng màn hình 6.6 inch, pin 5000, RAM 4 một chai 8 g Giá hiện tại nó bán cho các bác 2 triệu 600 000 Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. Và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác chính được con Galaxy A32 Plus. A32 Plus hiện tại em đã có hai màu là màu đen và màu đỏ. Nói chung còn rất nhiều các nhá. A32 Plus này. Đấy, còn rất nhiều luôn. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, hình thức đẹp tầm 98 99%, mọi chức năng hoạt động ok. Cây màu đỏ này thì hơi xước hơn một tẹo, còn cây màu đen thì đẹp 98 99%, nguyên siêu viền nylon này các bạn nhá. Con này thì uh, các bác sẽ được sở hữu gồm một cái cụm cam sau như này, đấy bốn cam sau một đèn flash, vân tay bên cạnh màn hình cũng 6.6 inch và RAM um, 41 trai 8 GB pin 5000, loại cấu hình thì nó cứ sẵn sàng, sàng như nhau thôi các bạn nhá. Con này giá cho các bác là 2 600 000 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp, giá màn hình đầy đủ cho bác. Và một cái mẫu máy trong tầm tiền hơn hai cổ nữa Đây chính là con A32 Plus A32 Plus này thì các em bán cực kỳ nhiều cho các bác luôn Màu tím, màu trắng này, rồi màu đen Đầy đủ các bác, đầy đủ cho bác là ba màu để các bác lựa chọn các bác nhé Con này thì máy sẽ nhỏ gọn hơn là con A32 Plus và con M23 và A23 Con này màn hình của nó là 6.4 inch Đấy Tháo về và cái được cái hay con này chính là cái màn hình AMOLED nên màu sắc cực kỳ đẹp luôn RAM 464GB pin 5000 cây A32 giá cho các bác 2 triệu rưỡi các bác nhé 2 triệu 500 000 một con Galaxy A32 Đấy, lồi đồng cuối đá A32 thì dùng thì có bà thiên thu nó chả vào nó hỏng luôn thì trong cái tầm tiền mà hơn hai cổ thì rất nhiều những cái mẫu máy mà em vừa giới thiệu cho bác ví dụ như là M23 A23 A32 A32, A32 Plus tại loại trong cái tầm tiền mà hơn hai cổ bác bao hơn 2 triệu ấy bây giờ thì em giới thiệu cho bác những dòng máy trong tầm tiền hơn 3 triệu hơn 3 triệu thì phải nói các bác sản phẩm hot nhất của dòng hơn 3 triệu chính là Galaxy A90 5G A95 g em đang có cả màu đen và màu trắng quên mất màu đen không cầm đây các bạn đợi em đợi em 6, 6 giây các bạn nhá 6 giây để thì em lấy màu đen cho các bạn đây A95G có cả màu đen hôm qua thì có cả màu đen em quay lên nhưng mà các bác đã lấy vợ rồi lấy hết rồi nên là hôm nay lại mới bỏ ra này đấy Galaxy A95G màu đen rồi màu màu trắng zin chuẩn chỉ 100 trăm các bạn nhé còn A95G này là một trong cái mẫu máy mà bên em đang bán cực kỳ hot luôn Đấy, con này thì nó mấy năm nay rồi, không giảm giá luôn Nó cứ loanh quanh ở cái phân khúc mà hơn 3 triệu này thôi Nó cứ mãi mãi ở cái phân khúc này các bạn nhé Mấy con này chắc hết pin thôi bởi vì mấy con này hàng mới em vừa bỏ ra Đấy, màu đen và màu màu trắng ngọc tờ rinh Con này thì qua có cây màu đen thì đã bán rồi hôm nay thì bỏ ra tiếp màu đen các bạn nhé, màu trắng này Con này anh em sẽ được sở hữu một cái màn hình AMOLED rộng là 6,7 inch Các bạn nhìn màn hình của nó phê chưa Đấy, bố mẹ em đang dùng con này luôn các bạn nhá. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, cực kỳ mượt luôn, RAM 4 à RAM 6128 GB pin 4500. Dùng pin một ngày thoải mái luôn, riêng pin con này đừng có lo nghĩ về pin các bác nhá. Bởi vì cái linh kiện pin biết con này nhà em nó nhiều vô số luôn, nó cả vốc luôn. Pin biết các kiểu cả vốc luôn rồi sau các bác mà có thay pin các kiểu thì các bác cứ bảo em em thay cho miễn phí của pin luôn các bác nhá. À, 95G phiên bản là Hàn Quốc. Đấy, thay pin miễn phí trong vòng 1 năm con này luôn. Con này thì RAM 6128 GB, pin 4500 tất cả các chức năng hoạt động ok Galaxy A95 g em đang bán cho các bác là 3 triệu 4 nha các bác nhá còn cây ám màn thì có 2 triệu 8 thôi còn cây này là màn đẹp trong veo như gái 18 chưa dính bụi trần thì giá cho các bác là 3 triệu tư Đấy, các bác nhìn màn trong veo luôn không có ám mố không lưu ảnh tất cả các chức năng hoạt động ok Galaxy A95 g 3 triệu 400 nghìn một chiếc màu đen và màu trắng hình thức đẹp 98 zin nguyên bản 100 từ A đến Á các bác nhá Ok và trong cái tầm tiền hơn 3 triệu thì em sẽ giới thiệu cho bác hôm nay cái mẫu Samsung Galaxy M53 hot nhất trong mọi thời đại Bên em lại về thêm Và bên em còn cực kỳ nhiều Galaxy M53 này Một trong mã máy ngày nào em cũng bán vài chiếc luôn các bạn em M53 phiên bản của Hàn Quốc Một cái mẫu máy giá thời điểm này các bác nhìn nó êm chưa Rẻ hơn cách đây một tháng 400 000 Hôm trước thì em đã bán 4 triệu 2 đối với cái những con hàng A này các bạn em Những con hàng A này là cách đây một tháng là bán 4 triệu 2 nhưng mà bây giờ hàng A lô này giá chỉ có 3 triệu 800 000 thôi Đấy, giá cực kỳ êm luôn vân tay bên cạnh máy mỏng này 0,9 mm các bạn nhé các nhìn độ mỏng của em nó này 0,9 mm màn hình AMOLED rộng 6,7 inch pin của nó là 4 à pin 5000 RAM 8 128G và con này thì các bác sẽ hỗ trợ 5G và game của gọi các bạn nhé Galaxy M53 hay chính là con Quantum này Đấy, Galaxy Quantum 3 em đã bán cho các bác là 3 800 nghìn các bác đã được sở hữu một chiếc rồi và tặng cho các bác đầy đủ ốp lưng sạc cáp giám màn hình các bác nhé Galaxy M53 3 triệu 8 và một con máy tiếp theo đây chính là con A53 A53 hôm nay về được một chiếc màu xanh con này thì uh, mở lầm ba rồi thì bây giờ có A53 cạnh khung viền của nó sẽ hơi vuông hơn tí khung viền thì em đánh giá con này tầm 98 phần mọi chức năng hoạt động ok mà hình AMOLED coi nhá mà hình con này thì khoảng 6,6 6,7 inch gì đấy 6,6 inch mà nhá con này khoảng 6,6 inch và giam 6 gb bộ trong là một chai 8 ghi màn hình 120 hẹp pin thì chắc chắn 5.000 rồi bọn A này đây pin 5.000 còn Galaxy A53 phiên bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G, máy vuông đẹp, màn hình sáng trưng đẹp trong veo hình thức 97-98%. Cây màu xanh này 3 triệu 7 các bạn nhé, 3 triệu 7 một con Galaxy A53. Và sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 3 triệu còn một cái mã, đây chính là con A52S. Một cái con máy cấu hình hơn 3 triệu nhưng mà cấu hình cực kỳ toàn diện. Trong phân khúc hơn 3 triệu, cấu hình cực kỳ toàn diện luôn các bạn nhé. Hai con màu trắng ngọc tờ rinh, hai con này đẹp 98%, zin nguyên bản 100%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Adam s các bác sẽ được sở hữu thứ nhất là cái màn hình của nó là màn hình AMOLED tần số quét 120 hz nó mượt mượt luôn riêng con này hơn 3 triệu nhưng máy dùng cực kỳ mượt các bác nhé loa kép sạc nhanh rồi màn 120 hz chip Qualcomm pin 4500 có hỗ trợ 5G có hỗ trợ game của gọi chung trang bị tận răng luôn nhược điểm của nó là một sim các bác nhé còn lại thì toàn là ưu điểm hết giá hiện tại em đang bán cho các bác là 3 triệu 6 anh em nào dùng hai sim à dùng một sim thì quất con a 2S này quá ok luôn tặng ốp lưng sạc cáp giám màn hình đầy đủ cho các bác không thiếu một cái gì của anh em hình thức 98 mọi chức năng hoạt động ok a 2S 3 triệu 600 nghìn và sản phẩm tiếp theo chính là con trong cái tầm tiền hơn ba cổ chính là con Quantum 2 Quantum 2 này thì mạnh nhất của nó chính là cái màn hình Màn hình của nó là màn hình 6.7 inch Độ phân giải màn hình 2K và cái tần số quét của màn hình lên tới 120 hẹp các bạn nhé Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc RAM 6GB, bộ trong là 1 chai 8GB Pin của nó là 4500 Có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ game của gọi Và chip của nó là chip Qualcomm Slap 855 Plus Chip lượng tử các bạn nhé Các bạn cứ tìm hiểu cái Quantum 2 này trên Google là các bạn biết con này thì hiện tại Zero đang sẵn hai cây màu tím mộng mơ. Hai con này đang có giá là 3 triệu 900 nghìn. Và trong cái giá này bao gồm ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. Hình thức máy 98%. Zin nguyên bản 100%. Tất cả các chức năng hoạt động ok Quan tu 2 để các bác uh, qua mua uh, các bác nhìn các bác gần như không có một bác nào chê lỗi cái màn hình của nó luôn các bác nhá con này giá cho các bác là ba triệu chín đấy thì trong cái tầm tiền hơn 3 triệu em đã giới thiệu cho các bác rất nhiều những cái mẫu máy mà các bác có thể lựa chọn như vậy a 90 m 53 a 53 a 52 s rồi quan tu hai rất nhiều máy trong tầm tiền hơn 3 triệu người ta gọi là trong cái phân khúc ngon bổ rẻ luôn các bác nhá đấy từ phân khúc hơn 3 triệu ngon bổ rẻ toàn cô quan ngon lành cảnh quất giá loanh quanh có hơn 3 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi còn cao tiền hơn thì các bác có thể lựa chọn cái gì cao tiền hơn thì có một cái mã chính là mã S 20 FE 5G phiên bản của Hàn Quốc và phiên bản của Mỹ S 20 FE này nó hơn các những cái dòng kia là con chip chip của nó là chip Qualcomm 865 là cái hay thứ nhất cái hay thứ hai là con này được cái sở hữu một cái màn hình là màn hình 120 hz các bạn nhé và còn lại thì ok máy cầm cứng cáp chắc chắn thôi Đấy, 3 cam sau một đèn flash S20 FE nghĩa là fan Edison đấy. 5G này, con này pin 4500 này, con này tất cả các chức năng hoạt động ok. S20 em đang bán cho các bác cây này là à, 3 triệu 990 000 màu đỏ và 4 triệu 2 đối với cây hàng A màu trắng này các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc. Còn ngoài ra thì các bác có thể lựa chọn bản Mỹ. Đây trên này em quay rất kỹ rồi nên em sẽ không chụp ảnh lại nữa các bác nhá. Anh em nào chốt thì vào việc luôn. Đấy, cây này thì à, cây bản mỹ này 4 triệu 2 hàng A có hai màu là màu xanh đen và màu xanh ngọc các bác nhá một ngày nhiều khi em rất là bận nên là các bác cứ bảo chụp ảnh chi tiết rất là khó vì trên này cũng quay thực sự rất là kỹ rồi mà những cái bác vào chụp ảnh thì thực sự là nó chỉ chiếm một số ít thôi còn đa phần là các bác cứ xem clip các bác đã biết được con nào như nào tình trạng ra sao giá cả bao nhiêu rồi đấy các bác nhá nhìn này quay cận cảnh từng tí một như này rất chi tiết luôn hình thức 98% trở lên mọi chức năng ok ngon lành cảnh quất chả có một cái lỗi lầm thì các chức năng là trước khi gửi đi là em sẽ kiểm tra đây để đến thậm chí cái vân tay thôi nhân viên nhà em cũng test hết rồi các bạn nhá test hết vân tay rồi đến tờ vân tay khuôn mặt và các thể loại để sim sóng các kiểu này kiểm tra hết rồi các bạn nhá con này giá hiện tại nó bán cho các bác là 4 triệu 200 nghìn và trong cái giá này bao gồm ốp lưng sạc cáp tấm màn hình đầy đủ các bác đấy Samsung Galaxy S20 FE 5G phiên bản của Hàn Quốc à phiên bản của Hàn Quốc và phiên bản của Mỹ các bác nhá mọi chức năng thì ok hết camera dòng này thì chụp ảnh cũng khá là đẹp thì trong cái tầm tiền hơn 4 triệu các bác có thể lựa chọn cho em cái dòng S20 FE Đấy, S20 FE camera ok chưa các bác nói chung là camera như này nó quá ngon trong tầm tiền của nó luôn bác nhá camera chụp ảnh đẹp zoom xa zoom gần các kiểu ok cam trước này đấy cam trước các bác nhìn đẹp chưa qua này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 4 triệu 200 nghìn tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác nhé Samsung Galaxy S20 FE 5G và trong cái tầm tiền mà hơn 4 triệu thì em giới thiệu cho bác dòng S21 nhỏ Đây 21 nhỏ phiên bản Mỹ Phiên bản Mỹ này thì em đang khá nhiều Màu tím, màu đen Hình thức 98% chứ 9% giá có 4 triệu 800 nghìn thôi S21 nhỏ các bạn nha Đây hình thức đẹp nét luôn 4 triệu 8 Cây màu đen và cây màu màu hồng à, màu hồng lam tính Rồi cây màu trắng thì 5 triệu, cây màu trắng thì đẹp hơn Đây loại là đẹp tầm 99% Thì 5 triệu các bạn nhé Còn hai cây kia là hơi phép phải nhẹ hơn một tí 3 ba cây hàng siêu lướt của S21 nhỏ này hai sim hay sóng ram 8 một chai 8g ở pin 4000 đấy thì con này chip slot 88 ba màu là màu trắng màu hồng màu màu xanh đen giá hiện tại là 4 triệu 8 và 5 triệu tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác đấy, Samsung Galaxy S21 5G phiên bản nhỏ trong tầm tiền hơn 5 triệu à, trong tầm tiền hơn 4 triệu và một cái dòng máy trong tầm tiền hơn 4 triệu nữa chính là con S20 Plus phiên bản của Mỹ 20 Plus bản Mỹ thì em đang còn vài chiếc thôi Màu xanh ngọc 4 ,8 triệu 8 này con màu xanh dương 4 ,8 triệu 8 này Màu đỏ thì 5 triệu Đại loại từ 4 ,8 triệu 8 đến 5 triệu Là các bác đã được sở hữu một con S20 Plus Phiên bản của Hàn Quốc rồi Vin đẹp chuẩn chỉ 98% tất cả các chức năng hoạt động ok hình thức thì có cái con 4 ,8 triệu 8 thì hơi phe phải nhẹ một tí đây các bác nhìn này hơi phe phải nhẹ một tí xíu thôi các bác nhé còn lại thì hình thức khá là đẹp khung viền các kiểu ok cho các bác cấu hình con này thì khỏi về bàn rồi ram 12 256g màn hình 6,7 inch độ phân giải màn hình 2K 120 hz pin 4500 chip slap là 865 tất cả các chức năng hoạt động ok 4 triệu 8 cho đến 5 triệu các bác nhá Đấy, bác nào lấy cây màu đỏ đến 5 triệu còn hai cây kia thì 4 triệu 8 tặng ốp lưng sạc cáp dán màn hình đầy đủ cho bác Galaxy S20 Plus phiên bản Hàn một sim và bây giờ thì giới thiệu với bác dòng máy trong tầm tiền trên 5 triệu thì hôm nay em về được một con Samsung Galaxy Note 10 Plus Lốt 10 Plus hôm qua mấy bác hỏi em là còn lốt 10 Plus không Thì hôm nay các bác quất ngay con này cho em Lốt 10 Plus phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc Một cây máy zin chuẩn chỉ 100 trăm Các bác nhìn này lốt 10 Plus này màu đa sắc các bác nhá Con này đức của nó em đánh giá tầm 98% Mọi chức năng hoạt động ok Và quan trọng nhất của nó chính là cái màn hình AMOLED 6.7 inch Và cái tần số quét À con này thì màn hình 6.8 inch Và độ phân giải mình là 2K Phiên bản Hàn này có thể nâng cấp và chạy phần mềm lên được hai sim Email đẹp cho các bác này 00909 à, email rất đẹp các bạn nhé lốt 10 plus 5g hay lốt 10 cộng 5g nó là một Đấy, cộng và plus đó là một các bác nhé màn hình 6,8 inch các nhìn cầm trên tay rất to con à. này thì hay cái được cái màn hình đẹp màn hình ok Đấy, giá thì cây này em đang bán cho các bác là uh, à, cây này em bán cho các bác là 5 triệu 800 000 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giám hình đầy đủ cho các bác nhé máy có 5g đầy đủ đây Galaxy Note 10 cộng 5g bản Hàn Quốc cây này 5 triệu 8 này rồi trong cái tầm tiền hơn 5 triệu thì em giới thiệu bác chính là con S21 Plus. 21 Plus thời điểm này giá quá êm và ngon trong phân khúc luôn các bác nhá. 5,8 triệu là các bác đã được sở hữu một con bản Mỹ màu bạc, màu tím hai màu là các bác đã được sở hữu một con bản Mỹ rồi. Các bác nhìn này, bản Mỹ màu bạc và màu tím hình thức đẹp 98% tất cả các chức năng hoạt động ok ngon lành cảnh quất khung viền nếu mà có phẩy thì gọi là phẩy siêu nhẹ không đáng kể các bạn nhá không đáng kể Quan trọng nhất là cái máy zin và màn hình của nó đẹp Không ám mố, không lưu ảnh Tất cả các chức năng hoạt động ok Qua này các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình AMOLED rộng 6,7 inch Và cái tần số quét của màn hình lên tới 120 hạt Phiên bản này là phiên bản của Mỹ 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G Đấy, dung lượng pin của nó là 4800 RAM của nó là RAM 8128GB Chip Slap là 888 S21 Plus 5G Em đang bán cho các bác 5 triệu 800 nghìn Và trong cái giá này bao gồm ốp lưng, xà cáp, giá màn hình đầy đủ các bác nhé S21 Plus 5G Đấy, phiên bản của Mỹ 5 triệu 8 ngoài ra thì um, em có cả S21 Plus bản Hàn Quốc này bản Hàn Quốc thì hôm nay em có toàn là màu tím rồi bản Hàn Quốc màu tím Đấy, con này hiện tại giá đang là cũng là 5 triệu 8 không nhá màu tím bản Hàn Quốc này thì nó sẽ sở hữu là cái bộ trong là 256 g và giam của nó là RAM 8 g hình thức thì cũng có sức sắt nhẹ trên khung viền đại loại là cũng có sức sắt nhẹ trên khung viền của anh em máy thì zin nguyên bản rồi từ A đến Á tất cả mọi chức năng hoạt động ok mấy cây này chắc chắn là hết pin bởi vì mấy cây ngày hôm qua em bán rồi cây này may là có pin này đấy cây này có pin này mấy cây ngày hôm qua em bán rồi nên là bản Hàn Quốc em chỉ còn lại là màu tím này thôi màu tím còn ba chiếc các bác nhá thì nếu bác nào dùng một sim các bác lựa chọn cho em bản Hàn Quốc này 256 trăm năm mươi sáu máy zin từ A đến Á luôn zin như gái 18 ấy các bạn con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 5 triệu 8 anh em nhé 5 triệu 8 này thì trong cái tầm tiền hơn năm cũ thì em có giới thiệu cho bác mấy cái mẫu máy như vậy lốt 10 và lớp rồi S21 Plus bản hàn bản Mỹ ở à đây ngoài ra bản Mỹ em còn sót lại một cây hàng A đẹp hàng 99 phần trăm bản Mỹ còn sót lại một cây hàng 99 phần trăm màu đen này cây này giá cho các bác là 6 triệu 2 các bác nhá cây này đẹp led 99 phần trăm 6 triệu 2 đấy thì S21 Plus bản Mỹ bản hàn mà em vừa giới thiệu cho bác như vậy bây giờ em giới thiệu bác dòng máy trong tầm tiền hơn 6 triệu các bác nhá hơn 6 triệu để có một cái mã mà rất là hot luôn tí em sẽ giới thiệu các bác. Đầu tiên em giới thiệu bác một con Galaxy Z Flip 4. Em về được 4 chiếc thì em bán 3 rồi. Còn một chiếc Z Flip 4 màu tím mộng mơ này nữa. Con này thì máy zin chuẩn chỉ 100%, hình thức 98%. 100%. Mọi chức năng hoạt động ok. Galaxy Z Flip 4 các bác nhá. Vân tay bên cạnh này. Màn hình uh, AMOLED gập. Đấy, có thể bẻ gập như này. Các bạn nhìn nhá, màn hình gập được như này các bác nhá. Con này RAM 8 256GB. Pin của nó thì uh, con này thì pin của nó thì mấy nghìn này em cũng chả biết nhưng con này pin khá trâu các bác nhìn thời gian chờ của nó tốt tốt luôn các bác nhá 3.700 nhưng mà em thấy thời gian chờ con này khá tốt luôn các bạn ram 8 256g và 2 sim 2 sóng con này thì uh, phù hợp cho những cái bác thích trải nghiệm đi uh, thích đút túi quần túi áo nhọn nhẹ nhàng tình cảm đấy cầm này trông rất ok luôn giá hiện tại em đã bán cây này để cho bác là 6 triệu ba quá nhá một con Galaxy Z Flip 4 6 triệu ba màu tím mộng mơ Đấy, phiên bản Hàn Quốc hai sim 6 ,3 triệu ba và trong cái tầm tiền hơn 6 củ có một cái mã máy mà hôm qua em đã giới thiệu lên cho các bác. Ngày hôm qua bán 5 chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Đây chính là cái mã S20 Ultra mà Zero MV vừa mới về xong, hai phiên bản, hai màu là màu đen, màu đen này nhá, màu đen này này và màu nữa là màu xám. Hai màu ngày hôm qua bên em mới về thì bên em về cực kỳ nhiều S20 Ultra phiên bản Mỹ hàng mới 99% tất cả các chức năng hoạt động ok con này thì các bác sẽ được sở hữu thứ nhất là một cái cụm camera 100x con này thì uh, cấu hình của nó thì đọc ra đâu nghe sướng tại đấy đúng không các bác nhá về cái độ đẹp của em nó là 99% mọi chức năng hoạt động ok đấy ngày hôm nay thì em đã up hết cho du quốc tế rồi loại bỏ tất cả những ứng dụng rác ứng dụng thừa này các bác nhìn chưa một cái máy này khi mà hình các bác nhìn cái miếng siêu này nó nhưng lột ra nó đẹp nét luôn thì nhìn nó phê này đấy Màn hình 6,9 inch, độ phân giải màn hình 2K cộng và tần số quét của màn hình lên tới 120Hz các bạn nhé Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, Đấy, tất cả các chức năng hoạt À phiên bản này là phiên bản của Mỹ Các bác đợi chờ phiên bản Mỹ rất lâu rồi hai sim, 2 sóng hỗ trợ 5G RAM của nó là RAM 12GB, bộ nhớ trong là 128GB Các bác nhìn chưa, 12-128GB Và cái này hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, nghĩa là các bác có thể dùng được là hai sim một thẻ nhớ đồng thời cùng một lúc hai sim có hỗ trợ 5G, pin của nó 5000 Đấy, chip Qualcomm Slab là 865. Máy thì màn hình 6.9 inch hai các cộng 120 Hz đẹp 99%. Ngày hôm qua em bán rất nhiều cái dòng cái S20 Ultra này. Đấy, S20 Ultra em đang bán cho các bác là 6 triệu ba các bác nhá. Có bác nhắn tin hỏi từ trưa đến tối. Đấy, đến cái xong là nhắn số tài khoản bảo cọc thì bảo tí nữa cọc cái. Đến tối hỏi lại sao phải cọc. Đấy, thì thực sự là không cọc thì em không thể gửi hàng đi được bởi vì nếu mà không cọc ấy thì ví dụ bây giờ bác nào vui vui nên các bác cho tầm chục đứa trẻ con tạo và chục cái link zalo ảo vào bỏ cứ gửi cho anh cái con S20 Ultra này đến địa chỉ lọ địa chỉ kia đấy sau đó là em cứ gửi một loạt đi đấy, không cọc vì không có trách nhiệm mà các bác không cọc thì đặt cho nó vui mồm lên cái đặt chục cái mỗi một địa chỉ cho một phát có phải em tự nhiên em gửi đi mất cả triệu tiền ship mà không giải quyết được cái việc gì không các bác nên là thường là nhà em là phải cọc thì em mới gửi hàng các bác nhá còn không cọc thì kể cả, cả như thế nào thì chăng nữa em cũng không sẽ không gửi đâu Đấy, cọc để tránh gọi đặt ảo, tránh trẻ con đặt cho sang mồm là cho vui mồm mình các bạn. Đến nơi bắt đầu gọi bảo mẹ bảo là gọi điện thì mẹ bảo là à, đến nơi bảo à, nhận hàng thì bảo mẹ em chưa cho tiền là chết dở luôn. Nhất là mấy 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 bạn học sinh cấp 2, cấp 3 thì chết dở luôn các bạn Nên là bắt buộc phải cọc thì em mới gửi hàng, còn nếu không cọc thì em sẽ không gửi đâu. Đấy, hồi cũng đợt ngày xưa thì cũng rất nhiều những cái trường hợp gặp mấy bạn trẻ con đến bảo mẹ cho tiền đầy đủ rồi, em không có tài khoản anh chuyển đến đây thì em thanh toán đầy đủ cho anh đến nơi cái mẹ em lại không cho tiền nữa rồi thế là anh cứ hoàn về đi Đấy, thế nhá thế là tự nhiên là cả đi cả về mất khoảng tầm gần 200 trăm tiền ship cả đi cả về tiền cả tiền khai giá nữa chưa tính cái hàng nó trôi nổi trên cái đơn hàng có những cái đơn khoảng hai chục ngày nó mới hàng nó mới về Đấy, thế nên là bắt buộc là phải cọc tiền thì em mới gửi hàng còn nếu không cọc thì em sẽ không gửi đâu và cái hàng này thì em về được có khoảng tầm gần hai chục chiếc thôi và ngày hôm qua em đã bán 5 chiếc rồi các bác nhá vẫn còn rất nhiều để giới thiệu cho các bác màu xám màu tím này thì còn rất nhiều đây đầy đủ cho các chức năng zin chuẩn chỉ một tram tram luôn s 20 mươi ultra Đấy, trong tầm tiền hơn 6 củ thì chắc khó có con nào vượt qua được nó nếu anh em nào mà thích trải nghiệm một cái màn hình AMOLED 2 k cộng một hai mẹ thì các bác có thể trải nghiệm con này thứ nhất là cái giá nó rẻ cái thứ hai là con này cầm pin trâu nhưng các nhá hai sim hai sóng đầy đủ tất cả các chức năng luôn đấy thì giá loanh quanh các bác là 6 triệu tám trăm nghìn tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình Hôm nay thì bản Hàn Quốc thì em còn mỗi một cây hàng 5 triệu ba thôi Bản Hàn Quốc thì 256 g nhưng cây này nó bị um, phân màu màn hình Bản Hàn Quốc hôm qua có mấy cây bán hết rồi các bạn nhá Cây này 5 triệu ba Bản Hàn Quốc màn hình nó hơi phân màu tí nó đang hết pin em không giới thiệu được cho các bác Và bây giờ thì em giới thiệu cho các bác những cái siêu phẩm của ngày hôm nay Chính là con lốt 20 cha 21, 22, 23, 24 cha Các bạn nhá Đầu tiên sẽ là lốt 20 cha trước Lốt 20 cha thì em có cả bản Mỹ, bản Hàn, bản Việt Đây em sẽ giới thiệu cho các bác bản Mỹ trước nhá Hôm nay thì cũng khá là nhiều hàng bán đi rồi. Đây là lốt 20 lốt 20 Ultra Mỹ, hàng đẹp 99%, màu trắng, màu đồng và màu đen. Ba con này hàng 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Nó không phải hàng nguyên siêu thôi. Đấy, hàng nguyên siêu thì hôm nay thực sự là hết hàng các bác nhá. Không còn hàng để bán luôn. Con này là con lốt 20 Ultra 5G phiên bản của Mỹ màu trắng, màu đen, màu đồng, giá thì loanh quanh rất rẻ 7 triệu 800 000 là các bác đã được sở hữu rồi các bác nhá. Cây Hàn Quốc này có 7 triệu 000 này. À đâu, cây này cái bản Hàn chứ. Đấy cứ nhầm. Đây cây Mỹ đây, cái cái cây bản Mỹ đây, 7 triệu 8 này. Màu trắng, màu đen, màu đồng ba con này thì rất đẹp 99%, mọi chức năng hoạt động ok. Cấu hình thì quá cao rồi. Con này thì màn hình của nó là 6.9 inch, 2K cộng 120Hz, hai 2 sim 2 sóng ram của nó là ram 12GB, bộ dưới trong là 128GB, lốt 20 Ultra 5G các bác nhé pin năm nghìn pin à bốn rưỡi ram 12 hai bộ trong là một chai tám gb chip slot tám trăm plus con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là bảy triệu tám trăm nghìn cây màu đồng qua bán rồi nên hôm nay cầm cây mới nên là à, chưa đánh số thứ tự cho các nha tích dấu v là máy đã kết full hết rồi nghĩa là tích dấu v là máy đã được kiểm tra tất cả các chức năng ok ngon lành cảnh quất hết rồi Đấy, chỉ có ghi giá và thôi giá thì đồng giá là bảy triệu tám hết và giá thì đợt này cũng rất là êm tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho bác còn ngoài ra có cây bản Hàn Quốc này cây này thì có bảy triệu rưỡi rồi các bác nhá 7 triệu rưỡi cây bản Hàn Quốc đấy cây này thì 256 gb đấy, hình thức thì được tầm 97 mọi chức năng hoạt động ok và Hàn Quốc này thì dùng được một sim thôi siêu lướt luôn các bạn nha con này giá 7 triệu 500 nghìn một con lốt 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc còn ngoài ra lốt 20 Ultra em có cả cây bản Samsung Việt Nam cây này thì các bác sẽ dùng hai sim vật lý giam 8 256 ghi hình thức 99 mọi chức năng hoạt động ok cái này giá cho các bác là 8 triệu 2 các nhé Samsung Note 20 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam và ba bốn cái sản phẩm cuối cùng chính là S21 Ultra 22 Ultra và 23 Ultra em sẽ giới thiệu cho bác và 24 Ultra đi em giới thiệu cho bác đầu tiên chính là con S21 Ultra trước 21 Ultra phiên bản của Mỹ còn một cây màu bạc nếu bác nào dùng hai sim hai sóng thì chơi cho em con bản Mỹ này hai sim hai sóng bản Mỹ màu bạc con này camera 100x các bác nhá nhìn cái quả camera của nó nhìn nó phê chưa đấy máy thì khung thép này khung thép lưng kính mặt kính màn hình cong 8 inch, độ quân giỏi mình 2K cộng và 120 mẹc, RAM 12 g bộ ở trong của nó là 128 g và chip của nó chip slot 88 pin 5000. Cây Galaxy S21 Ultra 5G này em nó bán cho các bác là 8 triệu các bác nhá. Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá mềm cho các bác. Còn ngoài ra thì em có cả bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc này thì hình thức của nó sẽ hơi xước uh, sát một chút các bác nhìn này, lưng như các kiểu hơi phải nha mấy nhá. Lưng người khung viền hơi xước, không được đẹp cao nhưng mà máy thì nguyên zin nguyên bản 100 trăm con này thì uh, bản Hàn Quốc thì cái bộ trong của nó sẽ là 256 g ram của nó là ram 12 g và chip Exynos 2100 có này thì phù hợp cho những cái bác nào thích lưu trữ nhiều thích game cuộc gọi có 5 g màn hình sáng trưng đẹp trong veo luôn chỉ có một cái khung viền hình thức uh, lưng với viền nó hơi phải nhẹ các bác nhá tầm chí 7 phần trăm cây để giá cho các bác là 8 triệu tròn Galaxy S21 một uh, Ultra bản Hàn Quốc và ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho bác S22 Ultra hai anh em trai em có cả bản Hàn và bản Mỹ em sẽ giới thiệu cho bác một cây phiên bản của Hàn Quốc trước bản Hàn Quốc thì đã dùng một sim các bác nhá nhưng mà được cái giá nó êm ví dụ như cây này S22 Ultra Hàn dung lượng 512g một cây màu đỏ mận em quay cực kỳ kỹ trên clip này luôn này các bác này Đấy, một cây màu đỏ mận hình thức tầm 97% mọi chữ đang hoạt động ok ngon lành cảnh quất không một lỗi lầm gì con này là bản Hàn, dung lượng 512 GB các bác nhá. Phù hợp cho những cái bác nào lưu chữ nhiều, RAM 12 bộ trong 512 GB. Các bác sẽ dùng một sim có hỗ trợ 5G và game của gọi này, pin 5000 này. Đấy, chip slap 8 gen 1 màn hình 6.8 inch hai các cộng và 120 hạt bút s pen loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ các bác nhá. Con này thì bản 512 GB phiên bản Hàn Quốc zin 100 Cây này em đang bán cho các bác 10 triệu 800 000 này. Rồi có một cây cũng bản Hàn Quốc nhưng mà cây này là 256 GB, 10 triệu 3. Các bác nhá. Đấy, cây này 10 triệu 3, 256 ghi khung viền hơi pheo phải nhẹ một tí không đáng kể. Đấy, tình trạng như nào, giá cả bao nhiêu là bên em sẽ báo hết trên clip luôn. Nên là những cái con bản Hàn Quốc này bên em về em bán cũng khá là nhiều các bác nhá. Con này giá 10 triệu 3, 256 ghi hình thức 97%. Màn hình sáng đẹp trong veo, không lỗi lầm gì các bác nhá. nhiều bác uh, hỏi em là có lỗi gì hay không. Rồi có màn ám ố hay lưu ảnh hay không thì những cái con nào mà chỉ cần ám nhẹ thôi là em sẽ báo ngay các bác nhá. Còn cái việc lỗi lầm ý, là cái điều không bao có rồi Vì trước khi gửi đi mình sẽ test full hết Rồi ngoài ra có con 256GB này cũng ok Con này bản là Hàn 256GB 10 triệu rưỡi Đấy, Màu đỏ mận này Đỏ mận là một trong màu đẹp nhất trong các màu rồi Đấy, Các bác mua rất nhiều cái màu đỏ mận này Con này giá cho các bác là 10 triệu rưỡi các bác nhé Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác Đấy, S22 Ultra Phiên bản Hàn Quốc Cây này thì 10 ,2 triệu 2 Bản Hàn 256GB 10 triệu 2 này Đấy, cây màu xanh các bác nhé tất cả các chức năng thì ok hết này Đấy, 10 triệu 2 thì uh, cây này nó hơi phe phải nhẹ hơn so với chiếc cây kia một tí còn lại thì nó chả có làm sao cả mọi chức năng ok máy zin nguyên bản 10 triệu 2 10 triệu 5 10 triệu 8 đấy là các bác xin xem mà em vừa báo giá cho các bác ngoài ra thì em có cả phiên bản của Mỹ nếu anh em nào dùng hai sim thì bắt buộc chọn bản Mỹ bản Mỹ em giới thiệu cho các bác 128g 256g và 512g nếu mà vừa vừa tiền thì các bác quất cho em bản 128g một con hàng flagship nhá, người ta gọi là hàng cao cấp đấy, giá chỉ như một quan hàng bình dân thằng A. Bây giờ mấy con A 55 năm thôi cũng phải loanh quanh trên dưới 10 triệu trong khi tầm tiền đấy. Các bác làm con này về quất ngoan bổ rẻ hơn rất là nhiều con A 55 năm các bác nhá. Các bác sẽ được sở hữu cho em. Thứ ôi thôi, hai cháu này nó đang hết pin cả hai luôn các bạn. Màn hình 6, uh, 6,8 inch, hai k cộng 120 Hz, bút S Pen loa kép sạc nhanh là cái thứ nhất. RAM 8 128 GB, pin 5000 camera ngắm chị hàng xóm 100x và con này thì có cái màn hình 120 mẹ chip 8 gen 1 2 sim 2 sóng các bác nhé bản giam 8 100 tao ghi em đang có màu xanh và màu đỏ này em đang bán cho các bác là 10 triệu 800 nghìn tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác 22 Ultra bản bản Mỹ 1 chai 8 g 10 triệu 8 256 g thì em đang sẵn 3 đa màu là màu đỏ màu đen và màu xanh 256 g em đang bán cho các bác là 12 triệu 5 Đấy, S22 Ultra 256GB 12 năm thì cái bản nếu mà bác nào mà lưu trữ vừa phải thì các bác cần 256GB các bác có thể lựa chọn con này 256GB thì nó thứ, thứ nhất thứ nhất là cái bộ trong của nó không quá nhiều thì cái giá tiền nó cũng rẻ đi một phần và cái thứ hai đây là một con hàng đẹp nguyên siêu mặt 6 viên các bác nhá tất cả các chức năng hoạt động ok mới cứng luôn cái loại này chỉ có chọn màu thôi chứ còn chả có gì để mà chụp ảnh lại đâu các bạn nhận hàng là quay clip như nào là các bác nhận hàng đúng như vậy có đây 256GB giá cho các bác là 2 triệu 500 nghìn tặng ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác. Còn ngoài ra có bản 512GB, ghi. 512GB ghi đây, 512GB thì em đang có màu đen và màu xanh các bác nhé. Toàn màu chất đấy các bác, mỗi một màu nó có một cái lép đẹp, đẹp riêng của nó. Đấy màu đen và màu xanh, để các bác ngắm màu đi, để các bác chọn đi. Đấy màu đen màu xanh các bác nhé, hai màu phiên bản RAM 12 trên 512GB, nguyên siêu viền ninh nông giấy bóng 6 mặt. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 13 triệu 200 nghìn Đây chính là cái sản phẩm S22 Ultra tra Và trong cái tầm tiền mà từ 10 cho đến 13 triệu ấy, Thì cái dòng S22 Ultra em thấy là số 1 thời điểm hiện tại rồi Chứ không có cái chuyện số 2 nữa Các bác mua đừng mua mấy con 23 Plus làm gì nhá 23 Plus so với 22 con tra chỉ là đi sách dép thôi Đấy, thì đấy là cái sản phẩm S22 Ultra phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ Bây giờ em giới thiệu cho bác dòng S23 Ultra hai ba ultra hàng mới nét nền nẹ, nẹp luôn phải nói các bác đẹp 99,99% phần 99 trăm các bác nhá qua này thì uh, tất cả các chức năng thì đương nhiên hoạt động ok rồi máy đẹp keng nói chung là con này chỉ thiếu đúng một cái hộp nó là thành cái máy mới các bác nhá màu uh, xanh quân đội màu trắng ngọc tờ linh hai màu đẹp rồi các bác nhá ô còn đúng hai màu thôi các bạn xanh quân đội và trắng ngọc tờ linh thôi còn đúng hai màu này thôi hai màu xanh và trắng xanh quân đội và trắng ngọc tờ ring. máy đẹp keng nguyên siêu viền sáu mặt có nhìn này, siêu viền 6 mặt luôn các bạn nhá. Máy zin nguyên bản từ Adena A, tất cả các chức năng hoạt động ok màn hình 6.8 inch, 2K cộng 120Hz, chip 8 gen 2, pin 5000, 2 sim 26 RAM 8 256GB. Đấy, cấu hình đọc hết trên clip luôn các bạn nhá, không có cái gì để mà giấu giếm nữa rồi. Con này thì camera của nó thì là 100X và độ phân giải thì 200 megapixel. Camera của thằng 23 này thì nó quá là nét rồi. Cái này thì gọi là giờ chỉ chờ gọi quá tiền để quất thôi. Đấy, gần Tết rồi các bác quất con này về quá ok luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cho các bác là 16 triệu 500 000 các bác nhá. Camera 100x và độ phân giải là 200 megapixel. S23 Ultra 5G Mỹ. Máy mới cứng 99,69% em bán cho các bác. 16 triệu 5 tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. Và sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì chính là cái siêu phẩm S24 Ultra. 24 Ultra hàng A+ đang cập bến tại Rio MV màu vàng chanh, màu sán titan và màu tím khói. Phải nói các bác toàn màu đẹp chất đấy các bác nhá. Màu tím khói này đang dán dán lưng này. À, người trước người ta dán lưng, cái con này gần như siêu lướt luôn. Đẹp không một vết xước luôn các bác nhá. Con S24 Ultra thì bên em như bản thân bên em nhập về ấy, thì em cũng phải kiểm tra rất kỹ. Phải nói các bác là siêu kỹ chứ không phải là kỹ. Bởi vì vốn bỏ ra là quá nhiều mà cái lợi nhuận trên một con máy nó thì nó nhiều khi còn không bằng con máy cỏ. Thế nên là em phải nhập em kiểm tra rất kỹ và em nhập chỉ nhập hàng A đẹp về thôi. Hàng chất thì các bác nhá, hàng chất đẹp như mới ấy, chỉ nhập hàng A siêu lướt. Gần như những cái loại này bên kia người ta dùng chắc chỉ chắc chưa được một thời gian cực kỳ ngắn luôn. Các bác nhìn này những cái khung viền của nó này gần như chưa có một cái vết xước nào các bác nhá. Nhìn này, đẹp nét nè nẹt luôn. Cái loại này thì bản thân như em em nhập về em phải kiểm tra rất kỹ. Ba màu, ấy màn hình thì 6.8 inch 2K+ 120Hz, chip 8 Gen 3, pin 5000, RAM 12 256GB. Con này thì uh, S24 Ultra phiên bản Hàn Quốc dùng hai sim các bác nhá. Nhiều bác vẫn cứ nghĩ là bản Hàn Quốc một sim nhưng không phải đâu. Cứ hai mây này là dùng được hai sim này. Đấy. Trong đó là các bác có thể dùng là uh, hai sim và ghiêm cục gọi đồng thời. Đấy, giá hiện tại em đang bán cho các bác là 22 triệu tròn các bác nhá. Hôm nay sẽ giảm cái số lẻ đi. Còn mấy cây giảm đốt 22 triệu tròn và trong cái giá này bao gồm ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. 22 triệu tròn một cây Galaxy S24 Ultra và đây cũng là những con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cho bác bác nào mà chốt mà kết chiếc nào nhắn tin zalo cho di động qua số 091100329 để đặt hàng các bác nhá còn nếu mà các bác nào mà chưa đăng ký kênh cho MC một nút đăng ký kênh và một nút like video ở bên dưới ok xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo